Làm thế nào để có thêm thu nhập, kinh doanh gì trong mùa dịch là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm khi dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và đã làm kinh tế của nhiều hộ gia đình lao đao, sụt giảm. Nhiều người bị mất việc làm. Trong thời gian giãn cách tại nhà, rất nhiều người có suy nghĩ muốn bỏ vốn ra để kinh doanh. Trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế của các gia đình, vì vậy quyết định chi tiêu cũng trở nên thận trọng hơn. Những mặt hàng xa xỉ giờ đây sẽ không còn là sự lựa chọn thông minh nữa, mà thay vào đó là nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình. Nếu bạn còn đang phân vân chưa biết nên kinh doanh sản phẩm gì, thì hãy cùng Gafo tham khảo 4 mặt hàng dưới đây. Kinh doanh gì trong mùa dịch? 4 mặt hàng được ưa chuộng trong mùa dịch. Dưới đây là 4 chủ đề có lượt tìm kiếm rất lớn trong mùa dịch, chính là về sức khỏe, kiến thức, gia đình, giải trí. Thử nghĩ xem, nếu bạn nghiên cứu kỹ các từ khóa trên chắc chắn bạn sẽ tìm ra rất nhiều mặt hàng bán chạy trong mùa dịch đấy nhé. 1. Các dụng cụ tập thể dục. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, các phòng tập thể dục như phòng gym, yoga phải đóng cửa giãn cách. Vì vậy, nhiều người dân đã chuyển sang tập luyện thể dục thể thao tại nhà hoặc những nơi thoáng mát, ít tập trung đông người. Việc mọi người tự điều chỉnh hình thức tập luyện và tìm cho mình môn thể thao phù hợp trong những tháng ngày dịch bệnh nhằm nâng cao sức khỏe là vô cùng cần thiết. Các thiết bị thể dục tại nhà đang là các từ khóa được tìm nhiều nhất trên mạng xã hội. Vậy nên kinh doanh dụng cụ thể dục tại nhà sẽ giúp bạn thu lại nguồn lợi nhuận đáng kể đấy nhé. 2. Các khóa học online. Các khóa học online cũng là một trong các từ khóa được quan tâm lớn trong thời kỳ dịch bệnh. Dịch bệnh bùng phát mạnh khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Họ phải ở nhà nhiều hơn, không có việc làm. Vậy nên trong thời gian rảnh, rất nhiều người muốn tìm đến các khóa học online để bổ sung kiến thức cho mình. Mỗi người chúng ta đều là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Ví dụ bạn có thể tự quay những video về dạy nấu ăn, tổ chức dạy trực tuyến cung cấp kiến thức về tất cả các kiến thức về lĩnh vực bạn giỏi. 3. Các thiết bị chăm sóc vệ sinh nhà cửa, xe cộ. Dịch bệnh khiến nhiều người bất đắc dĩ phải ở nhà, vì thế mà họ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc nhà cửa. Dưới đây là một số thiết bị chăm sóc nhà cửa bán rất chạy nếu bạn lựa chọn để kinh doanh. Đồ dùng bếp, thiết bị vệ sinh nhà cửa, thiết bị vệ sinh xe cộ, đồ dùng tiện lợi cho gia đình, vali, giường xếp. 4. Thiết bị trò chơi. Một trong những thống kê tại Mỹ, các công ty cung cấp các sản phẩm trò chơi đang bán rất chạy trong khoảng thời gian này. Đơn đặt hàng bắt đầu gia tăng khi mà các trường cho học sinh nghỉ học để thực hiện phòng chống dịch. Vì vậy, bạn không thể bỏ lỡ cơ hội này với việc thực hiện bán các sản phẩm như máy chơi game. Các thiết bị cung cấp trò chơi điện tử sẽ mang về bộn tiền cho bạn đấy nhé. Trên đây là một số ý tưởng giúp bạn kinh doanh mùa dịch. Hy vọng các ý tưởng trên sẽ giúp bạn tìm được mặt hàng tối ưu cho mình.